cho các bạn nhé. Hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn cách làm ăn drop nhận được 200 triệu đồng token Yahoo Topcoin. Một số thông tin về đồng token này: số tổng cung phát hành là 100 tỷ, đã có 1.218 tài khoản holder và đã phát sinh 2.239 lần giao dịch nhé. Đầu tiên các bạn truy cập vào link website calamai.com.net, link truy cập website được mình để phần dưới mô tả video nhé. Sau khi đã vào được website, các bạn làm theo hai bước hướng dẫn trên website cho mình. Bước 1, các bạn sao chép quan trắc. Các bạn có thể sử dụng nút copy quan trắc ngay ở đây. Sau đó các bạn quay sang ví người đang bắt vào phía trước address của các bạn nhé. Các bạn thêm địa chỉ token vào phía trước mình. Ký hiệu như giữa tập phân 18. Bước tiếp theo và nhắc thêm token. Rồi, sau khi đã thêm vào địa chỉ token vào ví, các bạn quay trở lại tới website calamai.net với lại mở, tìm tới bước 2. Link dưới gọn đây, nhấp vào đây, các bạn nhấp vào đây để nhận token nha. Được, nó bảo hiện lên một bảng để cái đối với ví, các bạn nhấp kia và nhấp cái đối. Đó, xuống phần bên dưới này thì chương trình AnnDrop lại sẽ kết thúc vào 39 ngày nữa. Ở đây các bạn có thể bỏ một số vốn nhỏ cho là 0.05 BDD mua cái đồng token này để hold cái tích chữ lô dài nhé, để có hỗ trợ lần tài khoản. Rồi, các bạn claim thì các bạn nhấp vào này. Lần này thì yêu cầu AnnDrop, claim AnnDrop chính ra là 0.00605 BDT, các bạn nhé, xác nhận cho mình. Rồi, giao dịch sang được xử lý nha. Các bạn có thể thường xuyên theo dõi website Clam là có trên nét để cập nhật những dự án miễn phí phần thưởng tập cần mới nhất trên nền đã 3 lần tập trang. Ngoài ra, bạn chưa có tài khoản xong giao dịch 3 lần, bạn có thể vào đây đăng ký để hưởng 20% phí giao dịch trọn đời. Ngoài ra, trên đây còn nhiều tài khoản giao dịch các sản khác, các bạn có thể vào đây để đăng ký ủng hộ kênh nhé. Các bạn lưu ý cột bên cánh tay phải là những cái dự án AnnDrop đặc biệt sắp kết thúc đây, là những dự án nó có những ngày sắp kết thúc gần nhất, các bạn có thể nhấp vào đây, nhấp copy contract này, quay sang ví DMB ví của các bạn, các bạn dán vào và các bạn nhấp nhận token để mở ra cái website mới để nhận token nhé. Rồi, mình đã hướng dẫn các bạn cách để sản phẩm nhận được 200 triệu Yahoo. Các bạn có thể ủng hộ kênh bằng cách đăng ký kênh và bật chuông thông báo để cập nhật những video mới nhất nhé. Video xin được kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.